Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đoàn công tác thành phố Châu Đốc đã đến thăm hỏi đồng viên các hộ dân bị quả quạng ở phường núi Sao. Đến thăm hộ dân bị thiệt hại vụ cháy vào ngày 12 tháng 10 ở khóm Vĩnh Tây 1, phường núi Sao. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, ông Trần Quốc Tuấn đã ân cần thăm hỏi chia sẻ những khó khăn mất mát cho bà con, qua đó hỗ trợ 40 triệu đồng kinh phí cất nhà cho gia đình bà Trần Thị Kế là hộ thiệt hại nặng nhất của vụ quả quạng đồng thời đề nghị cấp quỹ đảng chính quyền phường núi sam cùng với hệ thống chính trị của phường phối hợp các lực lượng khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh tích cực hỗ trợ bà con khắc phục những khó khăn sớm ổn định cuộc sống ngày 14 tháng 10 ông Bùi Giang Tặng Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến thăm hỏi các gia đình bị quả quạng ở phường núi Sam thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang ông Bùi Giang Tặng đã trao số tiền 8 triệu đồng cho bà Trần Thị Kế và 3 triệu đồng cho hộ ông Thái Văn Đạt, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, mong các gia đình sớm vượt qua khó khăn, thiệt hại do quả quạng gây ra, từng bước ổn định cuộc sống. Ngày 13 tháng 10, trưởng ban dân vận thành quỷ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc Quỳnh Chi Quanh đã đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy nhà tại khóm Vĩnh Tây 1 phường núi Sam. Tại nơi đến, trưởng ban nhân dân thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Quỳnh Chí Quanh đã ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn, đồng viên các gia đình chẳng may bị thiệt hại về người và nhà ở. Đồng thời trao hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Kế 5 triệu đồng và gia đình ông Thái Văn Đạt 3 triệu đồng, qua đó nhằm động viên các gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nhằm giúp cho các hộ dân khắc phục hậu quả vụ cháy nhà ở khóm Dĩnh Tây 1, phường Núi Sam, Đảng Quỹ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Quỹ ban ba Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Núi Sam cùng với hệ thống chính trị phường Núi Sam đã đến động viên hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại do quả quạng. Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo phường đã đến hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn và lực lượng cứu hộ cứu nạn. Đồng thời phối hợp với các ban ngành của thành phố đến thăm hỏi động viên chia buồn cùng các hộ bị ảnh hưởng. Qua đó, phường đã trao 3 triệu đồng, ban quản trị Lăng Mỹ núi Sam hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Kế và 1 triệu 500 ngàn đồng cho gia đình ông Thái Giang Đạt. Đồng thời vận động từ nguồn an sinh xã hội của phường hỗ trợ cho hai hộ bị ảnh hưởng, hộ bà Hồ Ngọc Thảo 5 triệu đồng và hộ ông Văn Hoàng Minh 1 triệu đồng nhằm giúp cho các hộ vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả do quả quạng gây ra.